Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Đất rừng phương Nam sụt giảm doanh thu. Phim điện ảnh Đất rừng phương Nam đang có mức doanh thu thấp hơn so với kỳ vọng, lại bị một bộ phận khán giả phản đối, đòi tẩy chay. Do đó, tác phẩm khó vượt được kỷ lục của Lật Mặt 6 hay Nhà Bà Nữ. Sau một tuần công chiếu, Đất rừng phương Nam vẫn là phim Việt nhận được sự quan tâm của khán giả, hiện đứng đầu phòng vé theo ghi nhận của Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Tuy nhiên, doanh thu phim không còn bùng nổ như những ngày đầu, tốc độ tăng trưởng cũng chậm, khó tái lập kỷ lục của các phim Việt ra mắt nửa đầu năm như Nhà Bà Nữ hay Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh, doanh thu phòng vé sụt giảm. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, hiện Đất rừng phương Nam thu hơn 75 tỷ đồng sau 7 ngày phát hành. Trong đó, hơn một nửa doanh thu có được là từ 3 ngày chiếu sớm vào cuối tuần trước, hơn 43 tỷ đồng. Như vậy, trung bình các ngày trong tuần phim chỉ đạt khoảng trên dưới 6 tỷ đồng mỗi ngày. Con số này dù giảm khá nhiều so với khi mới ra mắt, khoảng 14 tỷ mỗi ngày. Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Việt Nam, cho biết bộ phim ra giảm ở tháng thấp điểm, khó có thể so sánh với Nhà Bà Nữ. Ra mắt dịp Tết Nguyên đán và Lật Mặt 6, dịp nghỉ lễ ngày 30 tháng 4. Đất rừng phương Nam phù hợp so sánh với Tiệc Trăng Máu, cũng do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, ra mắt vào tháng 10 năm 2020 và thu hơn 175 tỷ đồng. Việc Đất rừng phương Nam đạt doanh số tương đương Tiệc Trăng Máu hoàn toàn khả thi, ông Nguyễn Khánh Dương nói. Trước đó, loạt phim Việt ra rạp ở tháng thấp điểm đều thua lỗ nặng như Bến Phà Xác Sống, Chạm Vào Hạnh Phúc, Like, Phát Trực Tiếp, Giao Lộ 8675. Ngay cả các dự án Hollywood cũng không nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước. Đơn cử, phim kinh dị Quỷ Ám, tín đồ đứng đầu phòng vé cuối tuần nhưng chỉ hơn 4,5 tỷ đồng, còn thấp hơn cả Kẻ Kiến Tạo ra mắt trước đó, 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Khánh Dương nhận định Đất rừng phương Nam so với các phim Việt có doanh thu trăm tỷ khác là không mạnh ở thị trường phía Bắc. Doanh thu Đất rừng phương Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng doanh thu toàn quốc. Doanh số tại Hà Nội chỉ bằng 1/6 doanh số tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương nói thêm. Hiện, số suất chiếu trong ngày của phim vẫn rất cao, trên 5.000, gấp nhiều lần so với phim đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của Box Office Việt Nam là Phong Ấn Quỷ Dữ, gần 700 suất. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy của Đất rừng phương Nam cũng không còn ấn tượng như ban đầu, trung bình mỗi suất chỉ bán được khoảng hơn 10 vé. Về vấn đề tỷ lệ lấp đầy giảm, ông Nguyễn Khánh Dương nói Đất rừng phương Nam không ấn tượng như các bộ phim ăn khách gần đây. So sánh với tác phẩm khác của Trấn Thành, Đất rừng phương Nam có tỷ lệ lấp đầy bằng 1/2 bố giả, dẫn tới doanh số sau tuần đầu cũng chỉ bằng một nửa bố giả. So với tác phẩm gây sốt phòng vé cùng kỳ năm ngoái là Bỗng Dưng Trúng Số, Đất rừng phương Nam cũng có tỷ lệ lấp đầy thấp hơn, ông Dương nói. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc khi phim Việt được ưu ái quá nhiều suất chiếu trong ngày, trung bình cứ nửa tiếng hoặc một tiếng lại có suất chiếu Đất rừng phương Nam. Trong khi đó, tác phẩm đến từ Hollywood là Vầng Trăng Máu do Martin Scorsese đạo diễn, Leonardo DiCaprio đóng chính, lại có suất chiếu ít ỏi, chỉ 1-2 suất, lại vào thời điểm không tốt như giữa trưa. Tính đến hiện tại, Đất rừng phương Nam vẫn là đề tài bàn tán xôn xao của khán giả. Tuy nhiên, phần lớn xoay quanh những ồn ào về bộ phim, đặc biệt là lỗi sai và loạt sáng tạo quá đà của ekip. Từ trước, trong và cả sau khi phát hành, dự án đầu tư tiền tỷ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng liên tục gây tranh cãi về nhiều vấn đề. Tác phẩm nhận nhiều lời chê về kỹ xảo, trang phục, tạo hình và hóa trang các nhân vật, tiêu biểu là vai Bác Ba Phi, Trấn Thành, Võ Tòng, Mai Thạch Điệp. Phim cũng bị chỉ trích khi có những nội dung bị cho là làm sai lệch lịch sử, phải chỉnh sửa tên gọi các hội nhóm Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn. Làn sóng phản đối bộ phim khá mạnh mẽ, thậm chí còn có nhiều tin giả không hay làm xấu hình ảnh ekip. Dường như tình cảm khán giả dành cho phim có phần giảm sút sau những ồn ào và tranh cãi. Kết quả doanh thu cho thấy một bộ phận người xem thực sự đã tẩy chay dự án và không ra rạp đúng như tuyên bố, khả năng dừng lại ở con số hơn 100 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, năm 2023 có 4 phim Việt ăn khách vượt mốc 100 tỷ đồng lần lượt là Nhà Bà Nữ 475 tỷ đồng, Lật Mặt 6 272 tỷ đồng, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy 122 tỷ đồng và Chị Em 2 121 tỷ đồng. Trước khi ra mắt, Đất rừng phương Nam được dự đoán có doanh thu bùng nổ. Bởi, phim được đầu tư rất lớn lại do ekip tên tuổi thực hiện, quy tụ dàn sao như Trấn Thành, Tuấn Trần, Mai Tài Phến, Hồng Ánh. Nhưng với tốc độ hiện tại, phim khó thể chạm đến cột mốc 200 tỷ như Lật Mặt 6, chứ đừng mơ đến việc lập lại kỷ lục của Nhà Bà Nữ. Theo đánh giá của người sáng lập Box Office Việt Nam, tình hình doanh thu phòng vé từ hè đến nay khá ảm đạm, lực mùa yếu, không được như những năm trước. Tháng 9 đến 10 cũng không phải thời điểm thuận lợi ra mắt phim Việt. Đất rừng phương Nam đúng là có tỷ lệ lấp đầy thấp và có thể những lùm xùm cũng ảnh hưởng nhất định tới doanh số. Nhưng về bản chất, ngay từ đầu, chúng tôi không mong đợi bộ phim bùng nổ như hai tác phẩm của Trấn Thành gần đây, ông Khánh Dương nói. Ông Dương nhận định, Đất rừng phương Nam sẽ có kết quả phòng vé tương tự tác phẩm gần nhất của Nguyễn Quang Dũng.
là Thiệp Trăng Máu và phim chuyển thể văn học thành công nhất trong mấy năm trở lại đây là mắt biếc. Nhưng để mong đợi Đất Rừng Phương Nam trở thành nhà bà nữ hai và bố già hai thì không thể. Ngoài những ồn ào, một trong những lý do Đất Rừng Phương Nam khó hút khách như hai dự án trên vì phim lấy bối cảnh lịch sử, chọn đề tài chiến tranh. Khi ra rạp, dự án cũng bị giới hạn đối tượng xem vì dán nhãn ta. Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Sắp tới, có một phim Việt nữa ra mắt là Người Vợ Cuối Cùng, dự kiến phát hành ngày 3 tháng 11. Thế nên Đất Rừng Phương Nam chỉ còn hơn một tuần nữa để lôi kéo khán giả ra rạp mà không phải cạnh tranh với đối thủ mạnh. Song, điều đáng tiếc nhất với Đất Rừng Phương Nam không phải vấn đề doanh thu. Ekip đang đối diện với những phản ứng gay gắt từ phía khán giả, còn tác phẩm thì ghi dấu như là phim Việt gây tranh cãi nhất trong năm. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.